Các bạn thân mến nhé, ngày hôm nay thì Sơn lại có mặt ở một cái chợ phiên, gọi là chợ phiên Trùng Khánh, thuộc huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng các bạn ạ. Thì trong cái buổi chợ phiên ngày hôm nay thì Sơn sẽ cố gắng để Sơn ghi lại tất cả những cái hình ảnh của chợ phiên của người đồng bào dân tộc Tày ở huyện Trùng Khánh, Cao Bằng này các bạn ạ. Thì cái ngày hôm nay thì thời tiết thì nó đang hơi mưa một xíu, cho nên là bà con đồng bào dân bản ấy, người ta cũng đi họp chợ rất là ít. Cho nên là Sơn sẽ cố gắng để ghi lại được tất cả những cái hình ảnh đẹp nhất, những cái hình ảnh hay nhất ở trong cái buổi chợ phiên Trùng Khánh này. Cho nó có những cái gì hay, những gì đặc biệt thì Sơn sẽ ghi và truyền tải lên kênh để cho các bạn xem nhé. Đấy, như các bạn quan sát thấy đây thì cái buổi chợ phiên ngày hôm nay á, là đồng bào dân bản là người ta đi họp chợ rất là ít. Cái chợ phiên Trùng Khánh này thì người ta sẽ họp vào các ngày 1, ngày 5 và ngày 10, 15 các bạn nhé. Trong cái buổi chợ ngày hôm nay thì như các bạn quan sát thấy ấy, thời tiết thì nó hơi mưa, cho nên là người đồng bào dân bản là đi họp chợ cũng rất là ít. Ở trên Trùng Khánh của Cao Bằng này thì vẫn chủ yếu là người đồng bào dân tộc Tày các bạn ạ. Ở đây thì người ta cũng bày bán chủ yếu là vẫn những cái hàng về rau các thứ ấy. Và những cái hàng rau này thì vẫn là kiểu người ta trồng được ở vườn ở nhà ấy, sau đó là cái buổi chợ này người ta đem ra bán thôi. Như các bạn quan sát thấy đây thì mặc dù đây nó là một cái chợ vùng cao, nhưng mà đây chủ yếu là người đồng bào dân tộc Tày, cho nên là về các cái cách ăn mặc cũng như là mọi thứ thì người ta cũng rất là giống theo kiểu phong cách theo người Kinh ấy các bạn. Cho nên là những cái bộ trang phục của người đồng bào thì nó sẽ không được kiểu không được mặc như kiểu đồng bào người Mông các bạn ạ. Đồng bào người Mông thì khi đi chợ thì người ta sẽ mặc những bộ trang phục của người Mông nhiều hơn. Nhưng mà người Tày thì người ta phong cách là theo người Kinh rất là nhiều rồi. Khi đi sang đến cái khu vực bên này thì Sơn quan sát thấy là người đồng bào họ bán rất là nhiều những cái lồng, cái giỏ đấy các bạn này. Những cái lồng, cái giỏ này thì kiểu như là người ta đem ra chợ bán để cho những người đi đánh bắt rồi đi lương rẫy các thứ ấy. Thì cái này thì trên vùng cao thì nó luôn luôn là sẵn các bạn ạ. Những cái này là kiểu như là cái bu gà hay là cái gì chú nhỉ? Đựng gà, đựng vịt các thứ, gà, vịt, lợn các thứ đúng không? Thì cái này là mình đem ra bán ấy, xong rồi người ta mua về để người ta đem về bán. Vâng. Thế như một cái như này, cái này gọi nó là cái gì hả chú? Gọi lồng vịt thôi. Như cái này thì bán bao nhiêu tiền một cái hả chú nhỉ? 35.000. 35.000 một cái. Vâng. Này cháu lại chẳng có vịt, nhà có vịt cháu mua cho các chú gái. Đây gọi là cái lồng vịt, lồng gà đây các bạn ạ. Mọi người vâng. Cái này thì người đồng bào người ta đan nát rất là đẹp. Cái này đan bằng, vẫn đan bằng cây tre chứ chú? Vâng. Cây tre, cây vầu đấy. Cái kiểu cách mà người ta đan là rất là đẹp mà trông có vẻ chắc chắn các bạn. Cảm ơn các chú nhá. Ở đây thì Sơn quan sát thấy là có một bà bán rất là nhiều hành. Cháu chào bà nhá. Cái hành này nhà mình trồng luôn hả bà? Nhà mình trồng được ấy ạ? Vâng. Nhưng mà cái này thì để bán cho các hàng phở, hàng thức người ta làm phở, làm bún ấy thì người ta mới... Cái này xào không, xào không... Cái này, con rau này là rau gọi là rau gì nhở bà nhở? Gọi là chắc cút và rau sạch thì mình lấy ở trên rừng à. Và cái rau này là xào ngon nhỉ. Và đây là gừng ở trên đồi đây, gừng trên đồi trên đường. Và thế còn cái này là để làm cái gì bà nhỉ? Cái này kiểu như là cái bàn ăn cơm ấy. Cái này thì làm bằng tre, bằng lứa đây. Vâng. Xin giới thiệu với các bạn, đây là cái bàn mà người đồng bào người ta làm để có thể để dùng ăn cơm vào bữa ăn cơm.
Đây gọi là những cái bàn thủ công, làm thủ công bằng tre, bằng lứa thôi. Kiểu cách cũng rất là hay. Thế này làm cái bàn uống trà cũng được cái này. Vâng. Thế là bà là người đồng bào Tày à? Vâng, người Tày. À, bà là người Tày ở Tân Phong ạ. Vâng. Vâng, vâng. À, thế ạ. Vâng. Rồi, em cảm ơn bà nhá. Ở khu vực bên này thì Sơn Đại quan sát thấy rất là nhiều các cái hàng kiểu như là dưa leo, dưa chuột đấy các bạn này. Dưa leo, dưa chuột ở đây thì kiểu người ta bán cũng rất là nhiều và dưa rất là to. Cái dưa đây là cũng người ta cũng trồng thôi, nhưng mà dưa mình cảm giác là dưa to. Đấy, đây còn bà bán rau rồi các thứ rất là nhiều. Về những cái mặt hàng ở khu vực này thì chủ yếu là dưa leo các bạn nhé. Đây, các bạn xem này, dưa leo ở đây rất là to, rất là ngon luôn. Những cái dưa này là dưa lai hay là dưa gì mà sao nó to thế này cô? Không phải dưa lai đâu, chẳng qua là phân có nghĩa là mình chăm bón tốt thì nó quả nó to này đúng không cô? Cái này là cái này mình cũng trồng được cái này cô nhỉ? Ở nhà trồng được. Ở đây cháu thấy là mọi người kiểu trồng dưa này nhiều hay sao á, thấy là rất là nhiều hàng dưa này. Và cháu cảm ơn cô nhá. Đây như các bạn quan sát thấy thì các cái hàng rau quả này là cũng khá là nhiều. Cà chua này. Và đặc biệt nhất là cái món dưa leo, dưa chuột này các bạn nhá. Cái đồng bào đây là họ trồng được kiểu như nó là hàng quả sạch thôi. Nhưng mà vì là đây kiểu người ta chăm sóc tốt đấy, cho nên là cái quả dưa nó rất là to, rất là trông nó rất là ngon các bạn ạ. Đấy, rất nhiều. Cô ơi, như cái dưa này thì cô đang bán là bao tiền một cân đây ạ? 5.000 một cân ạ? Ồ, rẻ nhờ. Đây các bạn ơi, dưa rất to, rất ngon mà người ta bán rất là rẻ. Người ta bán có 5.000 một cân thôi, 5.000 đồng cho một cân mà đây là dưa sạch luôn nhá. Người ta trồng được ở nhà vườn, sau đó là người ta mới đem ra chợ phiên này để bán đấy các bạn này. Đấy. Khu vực ở phía đường bên này mà Sơn vừa đi qua thì chủ yếu người ta bán dưa leo, dưa chuột các bạn ạ. Còn phía bên này nữa thì Sơn lại quan sát thấy nó rất là đặc biệt. Cái điều đặc biệt đây thì một dãy hàng Sơn thấy người đồng bào người ta đã bán rất nhiều những cái kiểu như là rau khoai lang ấy các bạn. Nếu mà Sơn không nhầm thì đây chính là rau khoai lang. Đây, Sơn quay gần hơn để cho các bạn xem. Đúng chính xác đây là rau khoai lang luôn các bạn này. Em chào bà nhá. Đây là rau khoai lang đúng không bà? Đúng rồi. Vâng, cái rau này là mình bán để người ta đem về trồng hay là đem... em về trồng với cả cho trâu, cho lợn các thứ ăn được đúng không bà? Vâng, cảm ơn bà nhá. Đây như các bạn quan sát thấy đây thì một dãy này là toàn bộ là người đồng bào người ta đang bán cái rau khoai lang nhá. Rau này thì người ta nhặt sẵn như này để đem ra chợ lại bán và cho những người mua về làm giống lên các bạn này. Kiểu làm giống với cả có thể là cho lợn các thứ ăn được ấy. Rất là nhiều rau khoai lang luôn này các bạn này. Đây này, còn có cả hàng gánh luôn đấy. Ở trong cái chợ Trùng Khánh này thì như các bạn quan sát thấy thì nó chủ yếu là mình thấy nhiều, rất là nhiều rau khoai lang và dưa chuột. Dưa chuột, dưa leo ấy các bạn. Đây cả bên này nữa các bạn này, bán là rau khoai lang thôi, rất nhiều. Còn phía bên đằng bên này nữa thì lại là tiếp tục là những cái hàng gia súc gia cầm rồi các bạn ạ. Sơn quan sát thấy thì lại có gà và vịt, chắc là kiểu gì cũng sẽ có cả chó còn lợn các thứ kiểu gì có. Đây gà bà con
chăn nuôi mỗi người là có 1-2 con đem ra chợ này để bán. Toàn là gà ta, gà đồi thôi các bạn nhé. Gà ngon luôn, kiểu gà di luôn. Đây, cả chó nó đây các bạn này. Chó con. Đấy, chó con rất là thích. Mấy con chó con, mỗi một con chó thì sẽ cho một cái lồng. Và mỗi một cái lồng như thế này thì sẽ nhốt 2-3 con gà, vịt. Và sau đó người ta đem ra chợ phiên này để bán. Ở đây có cả chim bồ câu nữa các bạn này. Rồi, chim bồ câu nữa. Đây. Rất là nhiều. Khu vực này thì chủ yếu là người ta bán về gia súc thôi các bạn ạ. Gia súc, gia cầm, gà, vịt, ngan, rồi chó, lợn này. Rồi các thứ, nói chung là về những cái mặt hàng về gia súc, hàng mổ và hàng con giống các bạn ạ. Đây, chó con này các bạn này, có rất là nhiều chó con. Mỗi con thì một đồng. Chó con này thì bán bao nhiêu tiền một con hả bà nhỏ? Bán là bao nhiêu tiền một con chó con như này? À, một con 200 á. Một con chó này 200 thôi các bạn ạ. Chó con, chó giống này. Chó cũng khá là hay, khá là đẹp các bạn ạ. Bên này Sơn quan sát thấy là người ta bán cũng rất là nhiều gà các bạn ạ. Chủ yếu là gà, vịt, mấy cả chó. Đấy, cũng rất là nhiều. Còn buổi hôm nay thì Sơn không thấy, chưa thấy người ta bán con lợn giống. Vẫn chủ yếu là gà, vịt, chó, các thứ thôi. Sơn sẽ phải di chuyển sang khu vực khác nữa xem là có cái gì nó đặc biệt hơn không các bạn nhé. Bên này thì là khu vực hàng con giống rồi các bạn ạ. Đây, vịt giống rồi, ngan giống rồi. Tóm lại là khu vực bên này thì người ta sẽ chủ yếu là bán hàng giống. Thế còn cái khu vực bên vừa nãy kia thì là chủ yếu là hàng thịt các bạn ạ. Đấy, như các bạn quan sát đây, chủ yếu là hàng con giống nhá. Ngan, gà, vịt, gà con, gà giống này các bạn này. Cái khu vực sân vừa quay lúc trước thì khu vực đấy là toàn cái hàng chợ, hàng to, hàng thịt, hàng mổ đâu các bạn. Còn đây là bên này là người ta kiểu cũng phân tách riêng ra khu vực bán con giống với cả khu vực bán con thịt riêng. Đây rồi các bạn ơi, sau một vòng sân đi thì ra đến đây thì lại đã quan sát thấy là bà con đang bán những con lợn giống ở đây rồi. Vâng, đây là lợn giống này. Lợn này là lợn đen à bà nhỉ? Vâng, thế bà đang đi mua lợn giống à? Thế bà đã mua được chưa? Vâng, bà cứ xem đã đúng không? Vâng, để xem trước. Vâng. Mỗi một con lợn thì sẽ cho vào một cái lồng như thế này các bạn ạ. Mỗi một con lợn cho vào một cái lồng như thế này. Và họ sẽ bày bán ra đây. Ai có nhu cầu mua về làm giống thì sẽ qua khu vực bên bày bán là lợn giống. Đấy, gà thì bên gà, vịt bên vịt. Phân tách riêng luôn các bạn ạ. Lợn như này là mình đang bán là bằng bao nhiêu tiền một con hả cô nhỉ? Một con mấy trăm thôi á? Ô, thế là như một con này thì nó được tầm bao nhiêu cân cô? Tầm 10 cân. Và một con này thì bán mấy trăm thôi à? Mấy trăm, cụ thể là mấy trăm một con này cô? 800-900 một con. Thế nó rơi vào 80.000 một cân đúng không? Thế thì giá lợn nó cũng khá là rẻ chứ nhỉ? Vâng. Ở phía xa bên kia thì Sơn cũng quan sát thấy là người ta còn bán cả trâu, bò các thứ các bạn ạ. Bây giờ vì cái đường này, như các bạn quan sát thấy đây, cái đường này vì giờ trời mưa cho nên là nó rất là bẩn. Sơn sẽ đứng ở đây Sơn ghi
kéo gần nó lại cho các bạn xem thôi. Đây một số những lái buôn và người dân là người ta cũng đang giao dịch mua bán những con trâu, con bò bên kia đây. Quay một cái khu vực bên này các bạn ạ. À, sau khi Sơn đi quay ở khu bên hàng bán gia súc gia cầm thì bây giờ Sơn lại đang có mặt ở khu bán đồ ăn này các bạn ạ. À, sau quan sát thấy thì đây có một cô bán rất là nhiều đậu phụ rán này các bạn này. Đậu phụ này cái này là mình rán xong rồi là bán này cho người ta về ăn cơm đấy hả cô? À thế như cái đậu phụ này thì cô đang bán là kiểu bán như thế nào theo? Bán theo cân rồi cô. Vâng. Ô cái này ngon đấy nhở. Cái này cứ thế này chấm với cả xì dầu các thứ là ăn luôn được không cô? Vâng. Đây cô bán 40.000 một cân à? Đấy cô. Không, cháu chỉ mua một ít để cháu lát cháu ăn thôi. Đấy cô có cái gì để chấm luôn không? À thế ạ. Thế cô bán cho cháu một ít thôi, khoảng 10.000 thôi. 10.000 thôi để cháu... Vâng. Cháu thấy cái này có vẻ hấp dẫn quá mà. Cái này cháu về mà làm thôi. À, vâng. Vâng. À, đầu tiên thì Sơn quan sát là Sơn cứ tưởng là bánh rán các bạn ạ, nhưng mà cuối cùng là ra hỏi cô bán thì cô bảo là đậu phụ. Rồi cháu sẽ mua một ít để ăn thử. Còn bên này thì mới chính xác là hàng bánh này các bạn này, đây mới là bánh rán này. À, bánh rán rồi bánh chưng, rồi mình quan sát thấy có thêm cả món bánh gì nữa kìa các bạn kìa. Ở khu vực này thì là dãy hàng phở các bạn ạ. Hàng phở một dãy khá là dài và cũng khá là đông, kiểu mọi người đi chợ ăn phở ở đây. Đấy, như các bạn quan sát thấy đây thì cũng khá là đông khách hàng đang ngồi ăn phở. Và đây thì Sơn quan sát cũng là có những cái món phở kiểu như món phở bằng thịt quay các bạn này. Đây cho các bạn xem một xíu đây. Cái này thì có lạc sườn này, rồi là và chỉ này, rồi thì có cả ngan vịt gà. Đấy, nói chung là những cái đồ phở đồ ở đây trông cũng khá là ngon và hấp dẫn. Nhưng mà bây giờ chắc là Sơn phải đi quay một lát đã, sau đó là lát sẽ quay lại ăn để thưởng thức xem là như nào các bạn ạ. Khá là đông du khách, khá là đông mọi người đi kiểu đi chợ đang thưởng thức những cái món phở thịt quay ở đây các bạn ạ. Đây quan sát thấy thì hàng phở Lào cũng có món thịt quay, có món vịt quay này, rồi thì lợn quay các thứ. Ô bên này mình thấy có một miếng kiểu như ba chỉ rất to. Đây gần lại một chút cho các bạn xem, ba chỉ lạp sườn, gọi là phở ba chỉ lạp sườn. Cái món những món này thì anh Hải Sapa là anh cũng đã review đây, cũng đã quay thưởng thức rồi. Nhưng mà mình thì hôm nay mình không quay về ẩm thực, cho nên là mình cũng chỉ review lại một xíu hình ảnh ở đây cho các bạn xem thôi. Nó lát thì mình sẽ quay lại và mình thử thưởng thức rồi các bạn. Chắc có lẽ là Sơn sẽ ngồi đây để ăn phở luôn các bạn ạ. Bởi vì là Sơn thấy cái món ba chỉ này hấp dẫn quá rồi. Món ba chỉ này thực sự là hấp dẫn, nhưng mà Sơn chỉ ghi lại chút hình ảnh như thế này để cho các bạn xem thôi. Còn khi ăn thì Sơn sẽ không quay, bởi vì Sơn không quay về ẩm thực. Như anh Hải thì anh chuyên quay về ẩm thực ăn uống thì anh ấy sẽ review cả lúc ăn, nhưng mà Sơn sẽ review cho các bạn nhìn thấy thôi. Các bạn nhìn thấy các bạn sẽ cảm giác rất là thèm luôn lạc sườn với cả ba chỉ này. Trông những cái miếng người ta chiên nướng lên trông có vẻ ngon, hấp dẫn lắm các bạn. Về đây nhá, ăn thịt chó. Hàng thịt chó ở chỗ nào cô? À, cái món nó gọi là vitamin go go đấy là sở trường của anh Hải thôi. Vâng. Anh Hải thì anh sở thích của anh là món vitamin go go. Go go đấy, anh nào thấy ăn thịt chó không? Nhưng mà này ở Hà Giang thì nhiều
Đây, bây giờ thì Sơn sẽ ăn phở ba chỉ các bạn. Ba chỉ nướng. Cái món này thực sự là các bạn nhìn, khi các bạn nhìn thấy đấy, các bạn thấy là nó rất là hấp dẫn, rất là ngon. Ôi, cảm giác chưa ăn mà cảm giác mà nó đã phê. nó cảm giác nó sướng các bạn. Đây này. Cho thêm đi. Chị cho em thêm một xíu nữa đi. Hơi ít. Ba chỉ giòn thôi. Còn lạp sườn thì em ăn mãi lại không ấy. Em nhìn cái món ba chỉ này em nhìn thấy vẻ hấp dẫn à. Các bạn ơi, bây giờ thì Xuân sẽ mua một cái cân dưa này để ăn thử xem là cái dưa chuột, dưa leo ở đây người dân người ta trồng, cái vị dưa ở đây nó có ngon không các bạn nhá. Thì sau khi Sơn mua xong một cân dưa cho bà cụ đây thì chắc là Sơn cũng xin phép được kết thúc video này thôi các bạn ạ. Bởi vì là trong cái chợ phiên ngày hôm nay thì những cái khoảnh khắc mà Sơn đã lưu lại, Sơn đã ghi được hình lại để truyền tải đến cho các bạn xem á, thì nó gần như là cũng đã đầy đủ rồi. Đấy, ăn rồi mọi thứ có rồi. Còn bây giờ thì Sơn sẽ mua một cân dưa này nữa thôi các bạn ạ. Dưa này thì bà đang bán bao nhiêu một cân đây ạ? Cân 5.000 ạ. 5.000 ạ, vâng, bà cho cháu một cân thôi. Vâng, cháu gọi là mua ủng hộ cho bà thôi. Những quả như nào là ngon bà? Nhưng mà cái này có thuốc sâu không bà? Không, không đâu. Không có thuốc sâu á? Thì xem quả nào to thì lấy ra. Vâng, thì cái này lấy 10.000 hai chi ạ. Thôi cháu chỉ mua một cân thôi. Cháu chỉ mua một cân. Cái nào tốt thì cháu phát chỗ. Vâng, cái này mấy quả để được một cân bà nhỉ? Cân xem một cái biết đấy. Thôi đây, cho quả vừa to vừa dài các bạn ạ. Nó lại còn cong cong. Ở đây chắc là được rồi đấy bà. Không đâu, được rồi, thoải mái rồi bà ơi. Thoải mái rồi. Được một cân mốt rồi. Ở đây cháu gửi tiền bà. 5.000 một cân đúng không bà? Vâng. 5.000 một cân. Thôi đây cháu gửi cháu cho bà luôn này. Xin cảm ơn nhá. Vâng. Rồi. Các bạn ơi, thôi Sơn mua một cân dưa bán 5.000 thôi mà, thôi cho bà luôn. Thì thôi nhá, vậy là chắc là Sơn sẽ kết thúc cái video này tại đây. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nhá. Bye bye.